Thầy chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề phân số. Ở bài học trước, các em đã biết cách rút gọn phân số rồi. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài tiếp theo, đó là bài quy đồng mẫu nhiều phân số. Đầu tiên chúng ta vào phần 1 nhỏ, đó là quy đồng mẫu hai phân số. Thầy xét hai phân số tối giản -3/4 và -7/5. Bây giờ thầy có cái yêu cầu cho các em như sau. Đó là các em hãy biến đổi các phân số trên thành các phân số tương ứng bằng chúng và có chung một mẫu là 20. Được chưa? Các em biến đổi giùm thầy. Rồi ở đây chúng ta thấy nè, ở đây cái phân số này có mẫu là 4, vậy chúng ta thực hiện nhân cho 5. Vậy thầy thực hiện dùng tính chất cơ bản phân số, thầy nhân cả tử và mẫu cho 5. Thì được phân số là -15/20. Tương tự, mình thấy phân số này có mẫu là 5, vậy mình thực hiện nhân cho 4, vậy thầy thực hiện nhân cả tử và mẫu cho 4. Mình được phân số là -28/20. Thì chúng ta đã tìm được hai phân số có mẫu giống nhau ở đây là 20 rồi. Thì cách làm như vậy nè, người ta gọi là quy đồng mẫu hai phân số. Và 20 đây, người ta gọi là mẫu chung của hai phân số này. Được chưa? Thì ngoài cách mình chọn mẫu chung là 20, mình có thể chọn mẫu chung khác, có thể là gì? 40 nè, 60, 80, 100, đúng không? Được chưa? Thầy lấy ví dụ cho em thấy. Ví dụ thầy chọn mẫu chung đây là 40 đi. Thì bây giờ mẫu thứ nhất đây là 4, thì thầy phải thực hiện nhân cả tử và mẫu cho 10. Thì mình nhân lại thì được kết quả là -30/40. Tương tự đây, mẫu có mẫu đây là 5, thì mình phải nhân cho 8. Thì tương tự nhân cả tử và mẫu cho 8, mình được kết quả là -56/40. Bây giờ thầy không thích chọn mẫu chung là 40, thì thầy có thể chọn mẫu chung là 60. Thì thầy cũng quy đồng được hai phân số này. Thì chúng ta thấy là 20 nè, 40 nè, 60 nè là mẫu chung của hai phân số này. Và chúng ta cũng thấy được là gì nè? Mình thấy được là 20 nè, 40 nè, 60 nè đều là mẫu chung của 4 và 5. Vậy mẫu chung chính là gì? Mẫu chung chính là tập hợp các mẫu chung của các mẫu. Ta lưu ý cái này là mẫu chung chính là tập hợp các mẫu chung của các mẫu. Nhưng mà để cho quy đồng đơn giản hơn á, người ta thường chọn mẫu chung là mẫu chung nhỏ nhất của các mẫu đó. Ta lưu ý ha. Thì chúng ta cũng đã biết cách quy đồng mẫu hai phân số rồi. Nếu đề bài cho từ 3 phân số trở lên thì chúng ta làm như thế nào? Thì để biết được điều đó, chúng ta sang phần 2 nhỏ, đó là quy đồng mẫu nhiều phân số. Thứ nhất, mình quy đồng mẫu các phân số. Đây, thầy cho 3 phân số. Và chúng ta để ý này xíu nè, chúng ta thấy đây, đây phân số 3/-2 là phân số của mẫu gì nữa các em? Phân số của mẫu âm. Vậy thầy đưa về mẫu dương. Đây, thầy đưa được về mẫu dương là -3/2. Rồi mình đã đưa được về mẫu dương rồi, bây giờ mình thực hiện đi tìm mẫu chung. Mà theo như phần 1 nhỏ mình đã học rồi, thì muốn tìm mẫu chung thì chúng ta chỉ cần tìm gì? Bội chung nhỏ nhất của các mẫu này. Thì chúng ta tìm bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 2. Rồi mình tìm được mẫu chung là, bội chung nhỏ nhất là 12. Được chưa nào? Rồi bây giờ thầy phải xem coi mình nhân cả tử và mẫu ở đây cho số nào, cho mỗi phân số cho số nào. Thì muốn biết điều đó thì chúng ta chỉ cần làm gì? Lấy cái mẫu, lấy cái và bội chung nhỏ nhất đây nè, chia tương ứng từng cái mẫu. Lấy cái mẫu đây, lấy cái mẫu chung nè, chia tương ứng từng cái mẫu. Lấy 12, mình chia cho 3. Đây, chia tương ứng từng cái mẫu, 12 chia 3 là bằng 4. Tương tự 12 chia 4 là bằng 3. Cuối cùng 12 chia 2 kết quả là bằng 6. Chưa? Rồi bây giờ thầy nhân lần lượt chưa? Thứ nhất phân số -2/3, thầy nhân cả tử và mẫu cho 4. Thầy nhân cả tử và mẫu cho 4 vô, thầy được phân số là -8/12. Tiếp tục, thầy
Tiếp tục phân số 1 phần 4, mình nhân cả tử và mẫu cho 3. Đây, nhân cả tử và mẫu cho 3. Thì mình được phân số là 3 phần 12. Cuối cùng, trừ 3 phần 2, mình nhân lần lượt cả tử và mẫu cho 6. Đây, cho 6 vô. À, mình được kết quả là trừ 18 phần 12. Thì qua bài tập này, các em đã hình dung được các bước quy đồng mẫu nhiều phân số chưa nào? Rồi bây giờ thầy sẽ đưa các ý cho các em hình dung được các bước quy đồng mẫu nhiều phân số như sau. Trước tiên nếu mình gặp phân số mà nó có mẫu âm á, thì mình đưa về mẫu dương. Rồi mình đưa được về mẫu dương rồi, từ đây mình thực hiện đi tìm mẫu chung. Mà muốn tìm mẫu chung thì chúng ta tìm gì? À, mọi chung nhỏ nhất. Vậy chúng ta tìm mọi chung nhỏ nhất của các số, à, của các mẫu. Rồi từ đây mình xem coi mình nhân cả tử và mẫu cho số nào. Đây, đây mình tìm đây, mình tìm được những số này đây. Thì bước này được gọi là tìm thừa số phụ. Rồi bước cuối cùng, mình nhân tử và mẫu cho mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Các em hình dung được các bước quy đồng mẫu nhiều phân số chưa nào? Rồi bây giờ hãy tóm tắt lại cho em xem. Bây giờ muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương, ta làm như sau. Thứ nhất, tìm một bội chung của các mẫu, thường là bội chung nhỏ nhất để làm mẫu chung. Bước 2, tìm thừa số phụ của mỗi mẫu. Tìm bằng cách nào? Chia mẫu chung cho từng mẫu. À, từ ý đó ha. Bước thứ 3, nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Đó là 3 bước mình thực hiện quy đồng mẫu nhiều phân số. Thế nào? Thầy đã nắm rõ hơn cho 3 bước này thì chúng ta sẽ có một số bài tập áp dụng. Bây giờ thầy có cái bài tập như sau. Mình có 2 câu, câu A và câu B. Bây giờ mình đi giải từng câu. Thứ nhất là câu A. Bây giờ trước tiên mình kiểm tra coi 3 phân số này người ta cho mẫu đã dương hết chưa. À, mình thấy 12, 9, 18 mẫu đã dương hết rồi. Từ đây mình thực hiện đi tìm mẫu chung. Mà muốn tìm mẫu chung thì chúng ta tìm gì? À, bội chung nhỏ nhất của các mẫu. Mình thực hiện đi tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 9, 18. Vậy từ đây tìm được bội chung nhỏ nhất là 36. Mẫu chung của mình là 36. Rồi từ đây chúng ta thực hiện quy đồng. Chúng ta đã tìm ra được mẫu chung là 36 rồi. Thì các em cứ điền vào tất cả các mẫu chung 36 vào giống thầy như vậy. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta lần lượt đi tìm tử. Lần lượt đi tìm các tử đây. Bây giờ thầy đi tìm cái tử đầu tiên. Làm như sau? Thầy hướng dẫn các em tìm tử ha. Mình lấy 36 này. Mình chia tương ứng từng cái mẫu. 36 chia cho 12 là bằng nhiêu nè? À, bằng 3. Mình nhân lên tử đây là 5 nữa. Được chưa nào? Đây 36 chia cho 12 nhân 5 kết quả là bằng 15. Để tìm được đây tử là 15. Tiếp theo, mình lấy 36 mình chia cho 9, mình nhân lên tử đây trừ 2. Đây 36 chia 9 nhân cho trừ 2 kết quả là bằng trừ 8. Thì đây là tử đây là trừ 8. Cuối cùng 36 mình chia cho 18, mình nhân tử là 7, kết quả là bằng 14. Vậy tìm đây được tử là 14. Vậy mình đã quy đồng xong 3 phân số. Ở trên này các em. Tương tự câu B các em làm được không nè? À, tương tự câu B. Chúng ta sang câu B nè. Đây, mình cũng đi quy đồng 3 phân số này. À, chúng ta để ý cái này nè. À, đây, phân số đầu đây. 5 phần trừ 6. Mình thấy phân số này có mẫu như thế nào các em? À, cái mẫu đây nó đang âm. Thôi trên nào? À, chúng ta cũng thấy phân số trừ 2, phần trừ 3. Phân số này cũng có mẫu âm luôn. Vậy bây giờ bước đầu tiên thầy đưa về mẫu dương. Trước hết thầy đưa về mẫu dương. Thôi trên nào? Mình đã đưa được về mẫu dương rồi. Bây giờ mình thực hiện đi tìm mẫu chung. Mình có mẫu là 8, 6, 3. Vậy mẫu chung nhỏ nhất là nhiêu? À, mẫu chung nhỏ nhất là 24, thì mẫu chung của mình là bằng 24. Mình đã tìm được mẫu chung là 24 rồi, các em cứ điền tất cả các mẫu chung là 24 vào giống thầy. Được chưa? Rồi mình cũng đi tìm từng cái tử tương ứng. Mình đi tìm, lấy 24 mình chia cho 8 là bằng 3, 3 mình nhân lên tử đây 3 nữa là bằng 9. Đây, thầy ghi lại cho thấy nè. Lấy 24 chia 8
nhân tử ra là 3 nữa, kết quả là bằng 9, điền đây 9. Rồi tiếp theo mình lấy 24 này nè, mình chia tương ứng từ cái mẫu bên đây là 6, mình nhân tử ra trừ 5. Đây, 24 chia 6 nhân trừ 5 kết quả là bằng trừ 20, kèm điền vô đây trừ 20. Được chưa? Cuối cùng mình cũng tìm được cái tử đây là 16. Mình lấy 24, mình chia cho 3 là bằng 8, nhân cho 2 là 16. Mình đã quy đồng xong 3 phân số. Rồi các em nắm được cách làm chưa nhỉ? Rồi chưa nào? Thì các em đã nắm được rồi thì chúng ta sang phần tiếp theo, đó là luyện tập. Các em làm cái phần luyện tập nào này vào trong tập của mình. Mình có hai bài quy đồng các phân số. Rồi bài số 2 là rút gọn rồi mình quy đồng các phân số đó. Rồi thầy có dặn dò cho các em.